Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của website mẫubảnvẽ.vn. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu nhà cấp 4 mái Thái của gia đình anh Cà Văn Hưng có địa chỉ tại Sơn La. Sở hữu một vẻ đẹp tinh tế từ phong cách kiến trúc tân cổ điển, đây là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách hiện đại và phong cách cổ điển châu Âu. Hình khối, màu sắc, vật liệu, phong cách thiết kế đã tạo nên một công trình mang đầy ấp tính nghệ thuật. Sử dụng hệ mái Thái cho mẫu nhà cấp 4 với những đường nét chi tiết nổi bật, thiết kế theo kiểu giật cấp, tạo nét đặc sắc cho kiến trúc, với sự kết hợp của mái ngói romantic cao cấp màu xám đậm càng làm nổi bật công trình ở mọi góc nhìn. Bên dưới mái được bố trí các con sơn đôi cách đều với màu sơn gỗ cổ điển có chức năng nâng đỡ hệ mái và tạo nét trang trí đặc trưng cho hệ mái này. Các ô cửa thông gió giả thiết kế với các thanh chắn nổi bật tạo hiệu ứng tâm điểm, các chi tiết phào chỉ trang trí bắt mắt với những đường cong mềm mại cùng lớp sơn trắng thu hút ánh nhìn. Sàn trần được ốp phào chỉ la mã càng làm nổi rõ đường nét nghệ thuật, tính kiên cố và khắc họa chi tiết trang trí độc đáo. Nhìn từ xa, khu vực hiên sảnh chính và sảnh phụ được thiết kế cực kỳ nổi bật, cột hiên ngôi nhà được bố trí rất chắc chắn, với thiết kế hệ cột vuông cổ điển La Mã mang lại hình khối vững chắc, cùng nét trang trí cổ điển càng làm nổi bật phong cách thiết kế của lối tư duy cổ điển ẩn sâu trong thiết kế ngôi nhà. Bậc tam cấp cao vừa phải, nền sàn, xung quanh chân tường, chân cột, bậc thang được ốp đá hoa cương tự nhiên rắn chắc, tạo sức hút lớn trong thiết kế, với những chi tiết màu lạ mắt sang trọng, đồng thời toát lên vẻ đẹp bền vững. Hệ thống cửa ra vào cùng với hệ cửa sổ được thiết kế khá nhiều, sử dụng các mặt kính trên nền hệ khung cửa nhôm sinh pha. Tại mặt thoáng của ngôi nhà đều được bố trí cửa sổ đem lại nguồn ánh sáng tự nhiên cho không gian ngôi nhà, gió mát thông thoáng. Không gian kiến trúc tuyệt đẹp nổi bật trên nền gam màu trắng ngà tinh tế, đâu đó lại có các đường chỉ kẻ chìm tăng độ đặc sắc trong trang trí. Hệ cột giả trang trí các góc cạnh tạo nên những chi tiết cổ điển mang đến cái nhìn mới mẻ cho phong cách thiết kế kết hợp này. Xa xa có thể thấy bộ bàn trà với thiết kế nhẹ nhàng được đặt một góc nhỏ gọn gàng bên hiên mặt tiền ngôi nhà, hệ làm gỗ tạo không gian ấn tượng cho thiết kế. Để không gian sống thêm phần sinh động hơn, góp phần tạo không gian xanh cho ngôi nhà, hệ cây hoa, tiểu cảnh được bố trí rất phù hợp tại các điểm nơi góc cột, góc tường, xung quanh sân vườn đầy nắng. Tất cả tạo nên một không gian ngập tràn sự sáng tạo, hiện đại, pha lẫn nét cổ điển phương Tây tuyệt vời. Đi kèm với sự hoàn hảo từ vẻ đẹp bên ngoài, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng không gian công năng được bố trí bên trong ngôi nhà. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách kết hợp với phòng bếp và bàn ăn. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách kết hợp với phòng bếp và bàn ăn, tạo ra một không gian chung vô cùng rộng lớn. Tại đây còn có một lối dẫn ra khu vực sảnh phụ và một lối di chuyển tới không gian phòng thờ. Đi sâu vào bên trong, chúng ta sẽ bắt gặp 4 phòng ngủ được các kiến trúc sư bố trí liền kề nhau với diện tích sử dụng lần lượt là 13,9m², 13m², 11,2m², 11m². Phía cuối nhà là khu vực nhà vệ sinh chung cho cả gia đình và hướng đi ra sân ướt vô cùng thuận tiện. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái Thái mang phong cách thiết kế tân cổ điển sang trọng và vô cùng độc đáo. Nếu bạn đang có nhu cầu mua bản vẽ hay có mong muốn được thiết kế một mẫu bản vẽ riêng cho ngôi nhà của mình, hãy liên hệ ngay tới hotline 0989 222 620 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!